Vâng, kính thưa tất cả quý vị, nếu ai đó hỏi Vinh Quang rằng bạn thực sự ấn tượng với con số nào nhất thì Vinh Quang sẽ không ngần ngại trả lời với tất cả quý vị rằng Vinh Quang thực sự ấn tượng với con số 38. 38 không phải là độ tuổi, cũng không phải là ngày tháng năm sinh của Vinh Quang, nhưng Vinh Quang đặc biệt ấn tượng bởi con số này bởi vì nó đại diện cho nơi Vinh Quang sinh ra và lớn lên. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thích, cũng sẽ có nhiều người không thích con số 38 này, và cũng sẽ có rất là nhiều người ở đây chưa mường tượng được rằng 38 là đại diện cho tỉnh thành nào. Vâng, và ngay bây giờ đây, không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Vinh Quang sẽ bật mí ngay cho tất cả quý vị. 38 là đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh, và cũng đang có một người con của tỉnh Hà Tĩnh là tôi đang ở đây sẵn sàng mang đến cho tất cả quý vị những điều thú vị nhất, những điều tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa, tôi là Vinh Quang, một người con đến từ Hà Tĩnh.